Cô chào các bạn học sinh yêu quý. Trong những tiết học trước, các con đã được học cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối, luyện tập quan sát và thực hành viết đoạn văn miêu tả các bộ phận của cây. Thế nhưng, trong bài văn miêu tả, các đoạn văn có đặc điểm và hình thức như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay, đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Trước khi bắt đầu vào bài học, để các con nhớ lại kiến thức cũ, chúng mình hãy cùng khởi động với một trò chơi. Trò chơi của cô có tên gọi Mảnh ghép bí ẩn. Cô có 4 mảnh ghép để che đi một hình ảnh bí mật. Mỗi câu trả lời đúng, miếng ghép sẽ được mở ra. Muốn biết hình ảnh đó là gì? Các con hãy trả lời đúng câu hỏi của cô nhé. Và để khởi động cho trò chơi, chúng mình hãy đến với câu hỏi số 1 nào. Câu 1. Khi quan sát cây cối, ta cần sử dụng những giác quan nào? A. Không cần sử dụng các giác quan. B. Sử dụng càng nhiều giác quan càng tốt. C. Chỉ cần quan sát bằng thị giác. Thời gian suy nghĩ cho các con bắt đầu. Có thể nói khi quan sát, ta thường sử dụng thị giác là nhiều nhất. Nhờ có thị giác mà ta có thể quan sát được đặc điểm, màu sắc, hình dáng của cây. Thế nhưng để bài văn miêu tả chi tiết và sinh động, ta cần phải sử dụng càng nhiều giác quan càng tốt. Vậy đáp án đúng là B. Xin chúc mừng những bạn nào đã tìm được đáp án giống như cô. Miếng ghép thứ nhất đã được mở ra rồi. Chắc hẳn các con rất háo hức với câu hỏi thứ hai của cô có phải không? Chúng mình hãy đến với câu hỏi thứ hai nhé. Câu 2. Để bài văn miêu tả hấp dẫn và sinh động, ta thường sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? A. So sánh. B. Nhân hóa. C. So sánh và nhân hóa. Thời gian suy nghĩ cho các con bắt đầu. Thời gian đã hết rồi. Cô chắc chắn các con có thể tìm ra ngay được đáp án của mình có phải không nào? Để bài văn miêu tả hấp dẫn và sinh động, ta nên vận dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa. Vậy đáp án đúng là C. Cô chúc mừng những bạn nào đã tìm ra đáp án. Miếng ghép thứ hai tiếp tục được mở ra rồi. Chắc hẳn các con rất muốn biết hình ảnh đằng sau những miếng ghép là gì có phải không? Để tìm ra hình ảnh đó, mời các con đến với câu hỏi thứ 3. Câu 3. Ý nào dưới đây chưa chính xác về trình tự miêu tả cây cối? A. Tả cây từ lúc còn non đến lúc kết trái là cách tả từng bộ phận của cây. B. Tả thân, cành, lá, hoa, quả là cách tả từng bộ phận của cây. C. Tả cây từ mùa xuân sang mùa hè là cách tả từng thời kỳ phát triển của cây. Thời gian suy nghĩ cho các con bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Tả cây từ lúc còn non đến lúc kết trái là cách tả cây từ lúc bé đến khi cây lớn. Vậy đây là cách tả từng thời kỳ phát triển của cây. Nếu nói tả cây từ lúc còn non đến lúc kết trái là cách tả từng bộ phận của cây là cách nói chưa đúng phải không nào? Vậy đáp án ở đây là đáp án A. Với trình tự miêu tả của câu B và câu C là trình tự miêu tả đúng đấy các con ạ. Miếng ghép thứ 3 đã được mở ra rồi. Cô nghĩ rằng rất nhiều bạn đã đoán ra được hình ảnh sau miếng ghép của cô. Nhưng để khẳng định là mình đoán đúng hay không, chúng mình hãy đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Trong các câu dưới đây, câu nào không giới thiệu về một cây cụ thể? A. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. B. Bên vệ đường sừng sững một cây sồi. C.
Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Các con hãy suy nghĩ thật nhanh để tìm ra câu trả lời nào. Thời gian cho các con bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Các con hãy so sánh đáp án của mình với cô nhé. Câu bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt là câu giới thiệu về một loài cây chứ không phải giới thiệu về một cây cụ thể. Đây là cách nhận diện đơn giản nhất. Nhờ vào câu mở đoạn mà ta có thể biết được bài văn miêu tả một loài cây hay miêu tả một cây cụ thể đấy. Vậy đáp án chính xác trong câu này đó là đáp án C. Xin chúc mừng những bạn đã tìm ra câu trả lời. Toàn bộ bìa ghép đã được mở ra rồi. Đây chính là hình ảnh cây gạo. Cây gạo rất thân thuộc với người dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tháng 3 về hóc nắng vàng rực rỡ, cây gạo ven đường hoa đỏ lên ngôi. Chắc hẳn hình ảnh cây gạo cũng rất quen thuộc rồi có phải không? Trong những tiết tập làm văn trước, các con đã được học bài văn cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam. Dưới ngòi bút của nhà văn, cây gạo hiện ra với vẻ đẹp riêng vô cùng khác biệt. Vậy nội dung của mỗi đoạn văn trong bài văn này là gì? Chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu qua phần nhận xét. Với phần nhận xét, các con cần thực hiện được những yêu cầu sau. Đọc lại bài văn cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam, sách tiếng Việt lớp 4, tập 2, trang 32. Tìm các đoạn văn trong bài văn nói trên và cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn là gì. Đây là bài văn cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam. Các con hãy lắng nghe cô đọc, nhớ lại xem bài văn này được chia thành mấy đoạn. Cây gạo. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân. Cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng trúi xuống. Những cánh hoa đỏ rực quay tít như trong chóng, non thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn á, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên, những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Các con hãy cho cô biết bài văn cây gạo được chia thành mấy đoạn. Chúng mình hãy cùng so sánh đáp án với cô. Bài văn cây gạo được chia thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến non thật đẹp. Đoạn thứ hai, từ hết mùa hoa cho đến về thăm quê mẹ. Và đoạn thứ ba là phần còn lại. Dựa vào dấu hiệu nào giúp con có thể nhận biết bài văn được chia thành 3 đoạn? Có lẽ các con đã nhớ lại kiến thức cũ. Dựa vào dấu hiệu chấm xuống dòng và lùi vào một ô ở đầu đoạn có đúng không nào? Đấy là một cách giúp chúng ta có thể nhận diện bài văn được chia thành mấy đoạn. Tuy nhiên, ta còn có một cách khác nữa để chia đoạn cho bài văn. Đó là căn cứ vào nội dung của từng đoạn. Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của những đoạn văn trong bài văn cây gạo để xem cách chia đoạn như vậy có đúng không nhé. Các con hãy đọc thầm cho cô đoạn thứ nhất. Tìm cho cô những câu văn cho ta thấy thời điểm tác giả miêu tả cây gạo. Câu văn: cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót đã cho ta thấy rõ thời điểm tác giả miêu tả cây gạo. Và đó cũng chính là nội dung của đoạn thứ nhất, tả cây gạo khi bước vào mùa hoa. Nếu như đoạn thứ nhất tác giả tả cây gạo khi bước vào mùa hoa, thì sang đến đoạn thứ hai tác giả lại tả cây gạo vào thời điểm nào?
chúng mình hãy cùng đọc thầm đoạn thứ 2 với cô. Các con hãy nêu cho cô nội dung của đoạn thứ 2. Đoạn thứ 2 có nội dung đó là tả cây gạo khi hết mùa hoa. Nhờ vào câu văn nào giúp cho chúng ta biết được tác giả tả cây gạo khi hết mùa hoa? Đó chính là câu văn hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, đã cho ta thấy thời điểm mà tác giả miêu tả cây gạo khi hết mùa hoa. Nếu như đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai đã cho ta thấy rõ thời điểm tác giả miêu tả cây gạo, sang đến đoạn thứ ba, cô đố các con, tác giả đã miêu tả bộ phận nào của cây? Chúng mình hãy đọc thầm đoạn thứ ba với cô nào. Trong đoạn thứ ba, tác giả đã miêu tả chính là quả gạo đấy. Thời gian dần trôi, những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo mút mít. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên, chín như nồi cơm chín. Chính vì vậy mà tác giả đã nói cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Chính vì thế mà tác giả đã chọn tả cây gạo vào thời điểm khi quả đã già. Các con hãy quan sát lại nội dung của ba đoạn văn trong bài văn cây gạo. Con có nhận xét gì về sự giống và khác nhau trong nội dung của từng đoạn? Nếu cả ba đoạn trong bài văn miêu tả cây gạo đều có điểm giống nhau, đó là cùng miêu tả cây gạo. Và ta thấy rõ, đoạn thứ nhất, tác giả tả cây gạo khi bước vào mùa hoa. Sang đến đoạn thứ hai, tác giả lại tả cây gạo khi hết mùa hoa. Và cuối cùng, tả cây gạo khi quả đã già, đã cho ta thấy rõ sự khác nhau, đó là mỗi đoạn văn lại tả cây gạo ở một thời điểm khác nhau. Qua bài cây gạo, cho ta thấy đây là một bài văn được chia thành 3 đoạn mà mỗi đoạn có một nội dung nhất định. Nếu mỗi đoạn văn trong bài văn cây gạo tả từng thời kỳ phát triển khác nhau của cây, thì những đoạn văn sau đây của cô lại có nội dung gì? Chúng mình hãy đến với một bài tập nhỏ của cô nhé. Với bài tập này, cô có cột A ghi các đoạn văn. Và các đoạn văn này của cô đều lấy trong 3 bài văn miêu tả cây cối mà các con đã được học trong những tiết tập làm văn trước. Các con hãy lắng nghe nội dung của những đoạn văn này. Đoạn thứ nhất, cây mai cao trên 2 mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc, tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Đoạn văn thứ hai, khi bóc vỏ ra rồi thì không có nước tèm lem, mà hột thì chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út. Cùi vải dày như cùi dừa, nhưng không trắng bạch mà trắng ngà. Đặt lên lưỡi, cắn một miếng thì nước chan hòa, ngọt sắt. Nhai thì mềm mà lại giòn, nhai khe khẽ thì chính tay mình thấy như sậm sực. Và đoạn văn thứ ba, đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể. Có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua câu có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười. Và cô có cột B ghi nội dung của những đoạn văn đó. A. Tả đặc điểm và hương vị của quả. B. Tả dáng, thân và cành cây. C. Tả bao quát cây. Nhiệm vụ của các con, hãy nối đoạn văn ở cột A với nội dung miêu tả tương ứng ở cột B sao cho thích hợp. Các con hãy so sánh đáp án của mình với cô nhé. Ở đoạn văn thứ nhất, ngay từ câu đầu tiên, cây mai cao trên 2 mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc, đã giúp ta thấy được nội dung của đoạn, đó chính là tả bao quát cây. Sang đến đoạn văn thứ hai, nhờ vào các từ ngữ miêu tả, cùi vải dày, trắng bạch, chan hòa, ngọt sắt, đã cho ta thấy nội dung đó là tả đặc điểm và hương vị của quả. Và tất nhiên, nội dung tả dáng, thân và cành cây chính là của đoạn 3 đấy. Chúc mừng những bạn nào có đáp án giống như cô. Các con thấy đấy,
Chỉ cần mình đọc kỹ đoạn văn là mình có thể tìm được nội dung của nó rồi, có phải không nào? Như vậy, qua bài văn Cây gạo và những đoạn văn của cô, chúng ta thấy rằng trong bài văn miêu tả cây cối, mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định, chẳng hạn tả bao quát cây, tả dáng, thân và cành cây, hay tả đặc điểm và hương vị của quả, chính là tả từng bộ phận của cây. Hoặc tả cây theo từng mùa, từng thời kỳ phát triển như các đoạn văn trong bài văn Cây gạo. Và các con lưu ý, khi viết hết mỗi đoạn văn, ta cần xuống dòng. Và đây cũng chính là phần ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Các con hãy đọc phần ghi nhớ với cô. Ghi nhớ, trong bài văn miêu tả cây cối, mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định. Chẳng hạn, tả bao quát, tả từng bộ phận của cây, hoặc tả cây theo từng mùa, từng thời kỳ phát triển. Khi viết, hết mỗi đoạn văn cần xuống dòng. Để khắc sâu thêm phần ghi nhớ, cô trò mình cùng nhau bước sang hoạt động tiếp theo, đó chính là luyện tập. Các con có biết trong bài tập số 1, tác giả đã nhắc đến loài cây nào không? Đó chính là cây chám đen. Cây chám đen có chiều cao từ 25 đến 30 mét, thường mọc tự nhiên. Rất nhiều bản làng ở vùng núi phía Bắc có trồng cây chám đen. Có lẽ vì vậy mà cây chám trở nên rất thân thuộc với người dân nơi đây. Dưới ngòi bút của nhà văn Vi Hồng, Hồ Thủy Giang, cây chám đen đã được miêu tả như thế nào? Cô trò mình hãy cùng nhau tìm hiểu bài tập này nhé. Các con hãy lắng nghe cô đọc bài văn này. Cây chám đen. Ở đầu bản tôi có mấy cây chám đen. Thân cây cao vút, thẳng như một cột nước từ trên trời rơi xuống. Cành cây mập mạp, nằm ngang, vươn tỏa như những gọng ô. Trên cái gọng ô ấy, xòa tròn một chiếc ô xanh ngút ngát. Lá chám đen chỉ to bằng bàn tay đứa trẻ lên ba, nhưng dài chừng một gang tay. Chám đen có hai loại, quả chám đen tẻ chỉ bằng nửa quả nhót to, nhưng hai đầu nhọn hơn. Cùi chám đen tẻ mỏng, cứng, có phần hơi khô, xác, không ngon bằng chám đen nếp. Chám đen nếp cũng màu tím như chám đen tẻ, nhưng quả mập, mỡ màng, cùi dày, bấm ngập móng ngón tay cái mà không chạm hạt. Cùi chám đen có chất béo, bùi và thơm. Chám đen rất ưa xào với tóc mỡ. Chám đen còn được dùng làm ô mai, phơi khô để ăn dần. Người miền núi rất thích món chám đen trộn với xôi hay cốm. Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây chám ngóng chim về. Người bản tôi nhìn lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết được sức gió. Xa quê đã ngót chục năm trời, tôi vẫn nhớ ra giết những cây chám đen ở đầu bản. Theo con, bài văn Cây chám đen được chia thành mấy đoạn? Bài văn Cây chám đen được chia thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến dài chừng một gang tay. Đoạn thứ hai, từ chám đen có hai loại, cho đến mà không chạm hạt. Đoạn thứ ba, từ cùi chám đen cho đến xôi hay cốm. Và đoạn thứ tư chính là phần còn lại. Ngoài việc căn cứ vào hình thức trình bày, chúng ta còn có thể dựa vào nội dung để chia đoạn nữa. Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của từng đoạn văn để kiểm tra xem việc chia đoạn như vậy có phù hợp không nhé. Các con hãy đọc thầm đoạn thứ nhất của bài văn Cây chám đen. Hãy khoanh tròn những bộ phận của cây chám đã được miêu tả trong đoạn thứ nhất. Các bộ phận đã được tác giả miêu tả, đó chính là thân cây, cành cây và lá cây. Tác giả đã tả thân cây cao vút, thẳng như một cột nước từ trên trời rơi xuống. Cành cây mập mạp và lá to bằng bàn tay đứa trẻ lên ba. Như vậy theo con, nội dung chính của đoạn thứ nhất là gì? Nội dung của đoạn thứ nhất
Đó là giới thiệu và tả từng bộ phận, thân, cành và lá của cây chám đen. Tiếp nối đoạn 1, sang đến đoạn 2, tác giả lại tả những bộ phận nào của cây? Chúng mình hãy cùng đọc thầm đoạn 2. Trong đoạn thứ 2, tác giả đã miêu tả bộ phận nào? Đó chính là quả chám đấy các con. Quả chám có 2 loại quả. Quả chám đen tẻ chỉ to bằng nửa quả nhót, nhưng hai đầu nhọn hơn, cùi có phần hơi khô. Còn đây chính là quả chám đen nếp, cũng có màu tím giống như chám đen tẻ, nhưng quả mập, mỡ màng. Với những câu hỏi gợi ý của cô, cũng là cách để các con tìm ra được nội dung của đoạn này đấy. Nội dung của đoạn 2 đó là tả hai loại quả chám đen tẻ và chám đen nếp. Như vậy các con thấy rằng nội dung của đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai tác giả đã miêu tả từng bộ phận của cây. Vậy nội dung của đoạn thứ ba là gì? Chúng mình hãy đọc thầm đoạn thứ ba. Hãy tìm cho cô những từ ngữ miêu tả mùi vị của quả chám. Đó là các từ béo, bùi và thơm. Nhờ khứu giác và vị giác mà tác giả đã cảm nhận được vị béo ngậy cùng hương thơm của quả chám. Thơm ngon như vậy nên quả chám được dùng làm những món ăn gì? Quả chám là món ăn dân dã của người dân thôn quê và có thể chế biến thành nhiều món ăn lạ miệng, hấp dẫn như chám nhồi thịt, thịt kho chám hay phơi khô làm ô mai và món xôi chám. Nội dung của đoạn 3 đó chính là ích lợi của quả chám đấy. Tác giả gắn bó với cây chám từ nhỏ. Có lẽ thế mà tình cảm của tác giả với cây chám cũng lớn dần theo thời gian. Tình cảm ấy như thế nào? Cô trò mình hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp đoạn cuối cùng của bài. Hãy tìm những chi tiết cho ta thấy tác giả gắn bó với cây chám quê hương. Các con ạ, cây chám như một phần tuổi thơ của tác giả. Để chiều chiều nhìn lên những vòm cây chám ngóng chim về, hay nhìn lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết được sức gió. Câu văn nào đã cho ta thấy tình cảm của tác giả đối với cây chám? Có thể có những bạn sẽ chọn câu thứ nhất, hoặc có những bạn chọn câu thứ hai, và có bạn lại chọn câu thứ ba. Mỗi câu văn trong đoạn đều thể hiện tình cảm, sự gắn bó của cây chám với cuộc sống của tác giả. Chính vì thế, xa quê đã ngót chục năm trời, nhưng hình ảnh cây chám ở đầu bản luôn khiến tác giả bâng khuâng, da diết về một khoảng xanh thẳm của núi rừng. Đó chính là cảm xúc của tác giả khi nhớ về cây chám quê hương. Đó cũng chính là nội dung của đoạn thứ tư, tình cảm của tác giả với cây chám đen. Chúng mình hãy cùng quan sát lại nội dung của các đoạn văn trong bài văn Cây chám đen. Qua phần tìm hiểu nội dung của từng đoạn, ta thấy bài văn Cây chám đen có 4 đoạn và mỗi đoạn có một nội dung nhất định. Vận dụng những kiến thức đã học, khi viết bài văn miêu tả cây cối, các con nhớ mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định. Viết hết một đoạn văn, con cần chấm xuống dòng. Với cách viết như thế, khi đọc các con dễ dàng nhận ra các đoạn văn. Và các con cũng đừng quên, để đoạn văn hay, có cảm xúc, ta cần sử dụng nhiều giác quan để quan sát và vận dụng các biện pháp nghệ thuật để miêu tả nữa. Và cô nghĩ rằng đã đến lúc các con sẽ vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập số 2. Bài 2, hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết. Các con ạ, mỗi cây đều đem đến cho con người những lợi ích khác nhau. Có cây dâng cho đời những bông hoa tươi thắm, có cây chắt chiu mang lại cho con người trái ngọt. Có những loại cây vô cùng quý hiếm, nó là liều thuốc giúp con người chữa khỏi bệnh tật. Và các con cũng lưu ý, khi lựa chọn lợi ích của cây, ta hãy lựa chọn những lợi ích tiêu biểu nhất để đưa vào bài viết của mình. Và các con cũng cần lưu ý đề bài để viết cho đúng. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đó là viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây.
Vậy một loài cây khác với một cây cụ thể như thế nào? Khi tả một loài cây, ta cần chú ý đặc điểm phân biệt loài cây này với loài cây khác. Còn khi miêu tả một cây cụ thể, ta cần chú ý đến đặc điểm riêng, đặc điểm làm nó khác biệt với những cây cùng loài. Bài văn yêu cầu chúng mình trình bày dưới hình thức nào? Đó là trình bày dưới hình thức viết đoạn văn. Vậy đoạn văn có nội dung là gì? Đó là nêu lợi ích của một loài cây mà con biết. Các con chú ý khi viết đoạn văn, ta chỉ viết lợi ích của loài cây chứ không thêm nội dung gì khác nhé. Các con đã hiểu yêu cầu của đề bài chưa? Cô cũng có một số gợi ý để giúp các con dễ dàng làm bài. Bước thứ nhất, các con cần phải xác định loài cây chúng mình muốn nêu, đó là loài cây gì? Có thể là cây cho bóng mát, cây ăn quả, cây hoa. Và các con hãy kể những lợi ích của loài cây mà mình đã chọn. Bước thứ hai, các con sẽ viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Và lưu ý, khi trình bày, ta cần lùi vào ở đầu đoạn và kết thúc đoạn có dấu chấm. Về nội dung, nêu ích lợi của một loài cây mà con biết. Để các con dễ dàng làm bài, cô gợi ý cho các con hai loài cây rất gần gũi và thân thuộc với các con. Đó chính là cây phượng và cây hoa sen. Các con hãy lắng nghe những lợi ích của những loài cây này nhé. Nếu bạn nào chọn cây phượng, con có thể dựa vào sơ đồ sau đây. Cây phượng là người bạn thân thiết của em suốt thời đi học. Dưới bóng cây râm mát ấy, chúng em thường kể cho nhau nghe những câu chuyện tuổi học trò, nhặt những cánh hoa ép vào trang vở trắng. Giữa trưa hè oi ả, ai đi qua đây dù vội vã đến đâu cũng muốn dừng chân để tận hưởng cái cảm giác mát mẻ của chiếc điều hòa khí hậu thiên nhiên này. Cây không những cho em bóng mát mà cây còn tô điểm cho trường em thêm đẹp. Cây giúp cho bầu không khí trong lành hơn. Cây có ích như vậy nên em yêu cây lắm. Nếu bạn nào chọn cây hoa sen, con cũng có thể dựa vào gợi ý sau đây. Hoa sen không những đẹp, mà mỗi bộ phận của sen đều có những công dụng hữu ích giúp cho con người. Sen cung cấp nhiều nguyên liệu cho những món ăn dân dã mà bổ dưỡng. Củ sen, ngó sen là món ăn mát lành, đặc sản chốn đồng quê. Hạt sen thơm dịu và bùi là thứ quà không thể thiếu của tuổi thơ hay trong bát chè sen của mẹ. Đặc biệt, cánh sen, nhị sen còn được dùng để ướp trà, tạo nên thứ trà sen thơm ngon nổi tiếng. Tâm sen còn có tác dụng chữa bệnh mất ngủ. Những ngày hè oi ả, đội chiếc lá sen trên đầu thật thích thú biết bao. Lá sen mượt mà tôn thêm sức hấp dẫn của cốm làng Vòng, khiến thứ quà của lúa non mang vị ngọt dịu. Tất cả những ích lợi đó đã khiến ta tự hào về loài hoa biểu tượng cho dân tộc Việt Nam. Gợi ý của cô chính là cách để các con viết được những lợi ích của cây. Tuy nhiên, khi viết đoạn văn, các con cần phải nhớ. Phải có câu mở đoạn và câu kết đoạn. Với câu mở đoạn, các con cần phải giới thiệu chung về lợi ích của cây. Và toàn bộ phần lợi ích cô vừa hướng dẫn các con chính là phần thân đoạn. Và cuối cùng, câu kết đoạn, các con nên lồng cảm xúc của người viết. Và các con chú ý trình bày thành một đoạn văn. Các con hãy dựa vào những gợi ý của cô để hoàn thành bài tập này. Và các con cần chú ý những tiêu chí sau. Về nội dung, nói về lợi ích của một loài cây. Về bố cục, bao gồm mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Và về hình thức, câu văn rõ ràng, mạch lạc, trình bày sạch đẹp. Cô tin là nếu các con thực hiện những bước như cô vừa hướng dẫn, các con sẽ dễ dàng hoàn thành được bài tập này. Cô chúc các con thành công. Các con ạ, tiết học ngày hôm nay đã giúp các con nắm được đặc điểm, hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả, biết cách xây dựng các đoạn văn theo yêu cầu. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các con, hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.